Chuỗi cung ứng của sản phẩm nước yến xanh nét lọ bao gồm 3 giai đoạn chính, đó là thu mua, sản xuất và phân phối. Đầu tiên hãy cùng đi vào phân tích giai đoạn thu mua. Các nguyên liệu chính làm nên nước yến xanh nét lọ bao gồm: nguyên liệu đầu tiên và cũng là nguyên liệu quan trọng nhất, yến xào. Yến xào được khai thác trực tiếp từ nguồn yến xào thiên nhiên trên khoảng 30 hòn đảo với hơn 154 hang yến nằm trong vùng biển Khánh Hòa. Chim yến ở Khánh Hòa chủ yếu là chim yến hàng. Yến xào của chúng được các chuyên gia đánh giá là có chất lượng tốt với hàm lượng dinh dưỡng cao. Nguyên liệu thứ hai là đường phèn. Nguyên liệu này được sản xuất từ Quảng Ngãi, một địa danh nổi tiếng về đường phèn ở nước ta. Nguyên liệu thứ ba là hương yến. Hương yến nhằm tạo thêm mùi vị hấp dẫn. Do đặc thù hương yến mà rất ít nhà cung cấp nội địa có thể đáp ứng yêu cầu và phải nhập từ nước ngoài. Nguyên liệu cuối cùng là bao bì, gồm có lọ thủy tinh, nắp lọ, nhãn và hộp cát tông. Đối với lọ thủy tinh, nhãn và hộp cát tông thì công ty có một số nhà cung cấp bao bì trong nước rất uy tín và chất lượng với nguồn cung ổn định như Catoco, Tân Nguyên Đức và Cát Thành. Tuy nhiên, riêng thành phần nắp lọ do quy cách có yêu cầu cao và phức tạp hơn nên phải nhập từ Singapore. Tổ yến nguyên liệu sau khi thu hoạch được các công nhân cho vào các túi vải và dùng thuyền gỗ nhỏ để vận chuyển về đất liền. Từ đây, tổ yến được bao bọc, sắp xếp và vận chuyển đến kho nguyên liệu bằng xe tải nhỏ. Đối với các nguyên liệu còn lại thì các nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển bằng phương tiện thích hợp đến nhà máy của công ty yến xào Khánh Hòa để sản xuất. Nguyên vật liệu đến nhà máy trong khi chờ đưa vào sản xuất sẽ được chứa trong kho vật tư với diện tích khoảng 1.800 m² với các phân khu phù hợp với các nguyên liệu riêng biệt. Giai đoạn thứ hai là sản xuất. Trước khi vào khâu sản xuất, nguyên liệu được lấy mẫu để bộ phận thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu về hóa lý. Ngoài ra, đối với nguyên liệu nhập khẩu như hương yến và nắp lọ, đều được kiểm tra có chứng nhận xuất xứ và kiểm tra chất lượng tại Viện Pasteur Nha Trang. Quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001, HACCP, FDA. Bước đầu tiên của quá trình sản xuất là xử lý nguyên liệu. Người công nhân phải cẩn thận, khéo léo dùng nhíp kẹp lấy sạch lông và các tạp chất lẫn trong tổ yến. Sau đó tách tổ yến thành sợi và cho vào rây. Nhấc rây lên xuống nhiều lần trong nước để lông tơ tách khỏi tổ yến. Bước thứ hai là pha chế. Yến xào sẽ được pha chế với đường phèn, nước tinh khiết đã được nấu và các loại phụ gia. Bước thứ ba là nấu phối trộn. Nước yến sẽ được nấu phối trộn với các loại nguyên liệu trên trong hệ thống các tan inox để làm ra nước yến cao cấp. Bước thứ tư là chiết rót. Nước yến sau khi nấu phối trộn hoàn toàn dịch chuyển trong hệ thống tan inox với các máy bơm đặc dụng. Sau đó được chiết rót vào lọ bằng hệ thống máy điều khiển tự động, rồi đắm nắp tiệt trùng trong nồi hơi. Bước cuối cùng là dán nhãn, rồi đóng gói thành phẩm. Sau khi sản xuất xong, nước yến xanh nét lọ sẽ được chứa trong kho thành phẩm với diện tích khoảng 1.200 m². Giai đoạn thứ ba là phân phối. Hiện nay công ty đã phát triển hệ thống phân phối khắp cả nước và nước ngoài. Đối với thị trường trong nước, sản phẩm xanh nét hiện đã có mặt và tiêu thụ khắp tỉnh thành của cả nước thông qua 250 đại lý, nhà bán lẻ và nhà bán buôn. Đối với thị trường nước ngoài, công ty đã xây dựng và phát triển hơn 30 nhà phân phối tại các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, v.v. Sau đây là sơ đồ kênh phân phối sản phẩm của công ty. Có thể thấy, sản phẩm nước yến xanh nét được phân phối trực tiếp từ công ty và chi nhánh tại các thành phố lớn. Sản phẩm được phân phối đến tay người tiêu dùng thông qua 3 kênh. Thứ nhất là hệ thống showroom trực thuộc công ty. Thứ hai là trực tiếp phân phối đến khách hàng thông qua các nhà bán lẻ như các đại lý, cửa hàng liên kết hoặc siêu thị. Thứ ba là gián tiếp thông qua các nhà bán buôn phân phối đến các nhà bán lẻ. Về việc vận chuyển, khi có đơn đặt hàng thì đơn sẽ được chuyển về nhà máy. Từ đây, đội xe thuộc sở hữu của nhà máy sẽ vận chuyển sản phẩm đến các nhà phân phối showroom tại ba miền và các nhà phân phối showroom này sẽ phân phối đến tay người tiêu dùng. Vừa rồi là dòng vật chất, vậy còn dòng thông tin thì sao? Sau khi dự báo nhu cầu từ khách hàng, bộ phận phân phối hoặc showroom gửi thông tin đơn hàng đến tổng công ty. Tiếp đến, tổng công ty dựa trên lượng hàng tồn kho lên kế hoạch sản xuất. Sau khi được ban quản trị thông qua, kế hoạch sẽ được gửi cho nhà máy. Nhà máy tiến hành gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu đến nhà cung ứng. Sau giai đoạn sản xuất, nhà máy gửi thông tin số lượng hàng nhập và xuất cho nhà kho dưới sự quản lý của bộ phận kế toán. Nhà kho truyền thông tin giao hàng cho nhà phân phối và showroom. Cuối cùng, khi nhận hàng, nhà phân phối và showroom sẽ gửi xác nhận về lô hàng cho công ty. Khách hàng khi sử dụng sản phẩm thì có thể phản hồi trực tiếp cho công ty hoặc gián tiếp thông qua các nhà phân phối. Sau khi đã nắm được phần nào chuỗi cung ứng của sản phẩm nước yến xanh nét lọ, một câu hỏi đặt ra là liệu có điểm yếu nào trong chuỗi này hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Hiện tại, nhà máy đang gặp một số khó khăn trong vấn đề nguồn nguyên liệu hương yến và nắp lọ. Như đã nói ở trên, do đặc thù hương yến cũng như do yêu cầu của nhà máy đối với hai loại phụ liệu này cao, nên rất ít nhà cung cấp có thể đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, nhà máy chỉ có một vài nhà cung ứng, vì vậy gây ra sự thiếu chủ động trong sản xuất của nhà máy dẫn đến rủi ro lớn vì phải phụ thuộc vào nhà cung cấp. Vậy, chính xác thì thách thức này sẽ gây cản trở như thế nào đến chuỗi cung ứng của sản phẩm nước yến xanh nét lọ?
Thứ nhất, do số lượng nhà cung cấp là rất hạn chế, gần như là độc quyền, cho nên họ có thể gây áp lực cho nhà máy bằng cách tăng giá đầu vào, khi đó lợi nhuận của công ty sẽ bị sụt giảm. Thứ hai, khi có biến cố xảy ra với các nhà cung cấp này, dẫn đến lượng nguyên vật liệu cung cấp không ổn định hoặc không đủ, nhà máy sẽ hoàn toàn bị động do không tìm được nguồn cung thay thế, từ đó các hoạt động sản xuất bị đình trệ hoặc gián đoạn. Đến lượng thành phẩm không đủ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sản phẩm không thể xuất hiện kịp lúc tin cậy của các nhà phân phối, dẫn đến việc người tiêu dùng có nhu cầu nhưng lại không có sản phẩm để bán. Khách hàng thường rất khó tính, họ sẵn sàng chuyển sang dùng thử những sản phẩm của công ty khác thay vì chờ đợi. Đây là một trong những điều mà không nhà sản xuất nào mong muốn xảy ra đối với sản phẩm của mình. Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu về chuỗi cung ứng của sản phẩm nước yến Sanes và những thách thức mà chuỗi đang phải đối mặt. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và xin chào tạm biệt.